dọi suốt trăm năm một cõi đi về. Lời nào của cây, lời nào cỏ lạ, một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ. Ngày qua vừa tan mùa xuân rồi tan mùa hạ, một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa. Mây che trên đầu và nắng trên vai, lại thấy trong ta hiện bóng con người. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi. Núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con.
Cha ơi, con nhớ cha. Con nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng chảy xiết xeo ca. Cha là núi, đứng lại và nhớ, dõi theo con với cả cuối tình nồng. Như dòng lệ thấm xuống đại dương. Cha ơi, con khóc cha. Cha ơi, con nhớ cha. Nhớ cha nhiều lắm. Cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi. Núi Thái Sơn ngập bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi gọi thầm tên cha. Cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đã yên muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi. Núi Thái Sơn chìm giữa biên đời. Có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi. Núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn. Có dòng lệ thấm xuống hồn. Đêm đã về chưa mà nắng tắt ngang lưng trời. Lá vẫn còn xanh cơn sao lá sầu dội rơi. Về lại cô hương giữa chiều buồn nhớ thương. Lệ nhỏ mắt dương khóc cha đã xa ngàn phương. Con ngỡ thời gian tuổi thơ mới như hôm nào. Cha vẫn kề bên nắng mưa dãi dầu ngược xuôi. Nụ cười của con nỗi buồn nào của cha. Bạc màu tóc pha để con chui bước trong đời. Cha thẫn thờ tiếng em khờ gọi cha trong giấc mơ. Mưa chẳng buồn rơi mà nước mắt sao tuôn trào. Con vẫn từng đêm nhớ cha xót lòng dạ đau. Dù rằng núi cao có mòn biển có vơi, trọn đời khắc ghi tình cha tha thiết êm đềm. Thank you.
đâu để tìm giữa chợ đời còn mãi không cha. Thương chốn quê xa mẹ nhớ cha thân thơ, mẹ nhớ cha thân thơ tiếng em khờ gọi cha trong giấc mơ. Thank you.
cha dương. Lo oí.
thêm rau cấu để sửa ấm đi linh hồn của ông, coi như là báo động trước khi làm buổi lễ động về di quan. Họ 68 tuổi về đến nơi an nghỉ cuối cùng. Thưa bà con, trong thời gian chúng tôi đến đây thì đã gặp được gia đình, rồi cùng với gia đình bàn bạc và đã sắp xếp xong một chương trình lễ mai táng mà sáng hôm nay đội mai táng của chúng tôi có trách nhiệm tổ chức. Sau đây tôi xin phép được thông qua các phần việc trong chương trình lễ tang để cho tất cả bà con chúng ta cùng được biết. Vào lúc 6:30 lễ dân hương. Lễ dân hương này thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời tất cả tăng quyến gồm anh em ruột, anh em binh, vợ, thông gia, vợ và các người con của ông Bùi Hữu Đức lần lượt đến trước linh cụ, mỗi người thắp cho ông một nén hương cuối cùng trước giờ tiễn biệt. Đến 6:55 đội mai táng đến chào chiếc linh cữu của ông, rồi có đôi lời phát biểu chia buồn cùng với gia đình tang quyến. 7:05 cảm tạ thưa bà con để nói lên những công lao, những nghĩa tình mà bà con đã ưu ái dành cho gia đình trong suốt mấy ngày đêm hôm qua. Gia đình có cử đại diện có đôi lời cảm tạ để tri ân tất cả bà con. 7:10 múa lân thưa bà con để làm cho hương hồn của ông Bùi Hữu Đức được ấm áp hơn, thì đội mai táng có tổ chức ra chương trình múa song lân để viếng chiếc linh cữu của ông. 7:20 ca tế thưa bà con trước giờ tiễn đưa linh cữu cho ông Bùi Hữu Đức về nơi an nghỉ cuối cùng, đội mai táng của chúng tôi có tổ chức ra chương trình ca tế để phục vụ buổi tiễn đưa. 7:40 đội mai táng tổ chức đánh phá hoàng trừ tà ma sát quỷ, và lúc 8:20 là tổ chức lễ động quan. Sau đó đến quyệt hạ quyệt vào lúc 8:30. Tôi xin phép được căn cứ vào chương trình vừa giới thiệu, chúng tôi sẽ tiến hành buổi lễ tang. Thưa bà con, để mở đầu phần lễ tang hôm nay là phần lễ dân hương. Và trong chương trình lễ dân hương này thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời tăng quyến gồm anh em ruột, anh em bên vợ, thông gia, vợ và các con của ông Bùi Hữu Đức. Chúng ta tạm thời gác lại mọi công việc phía nhà sau, nhờ bà con cô bác tiếp giúp dùng. Chúng ta tề tụ ra phía trước, ai có để tang thì hãy mặc đồ tang, đội khăn tang lên cho chỉnh tề để chuẩn bị làm lễ nguyện hương. Và trước hết là phần anh em ruột. Và trước khi anh em ruột của ông Bùi Hữu Đức thắp hương cho ông, chúng tôi cũng xin phép được nói vài ý về tình nghĩa anh em ruột thịt của cha và mẹ. Sắp ra làm năm làm bảy, thở nhỏ thì cùng cha mẹ đùa giỡn bên nhau, rồi chia nhau từng cái kẹo cái bánh, có những lúc giành giật nhau những trái ổi trái bằng. Lớn khôn cha mẹ định vợ gả chồng, mỗi người có cơ ngơi sự nghiệp riêng tư, nhưng tình cảm anh em vẫn như ngày nào còn thơ mây. Trước hết xin mời ông bà Bùi Văn Hoàng là anh ruột của ông Bùi Hữu Đức, xin mời ông bà Bùi Văn Hoàng đến thắp hương. Kính thưa tất cả bà con, rất đau lòng nhưng biết nói sao,
vì đây là định luật của tạo hóa mà mỗi con người chúng ta không ai tránh khỏi. Tiếp theo xin mời ba người em ruột kế tiếp, xin mời ông bà Bùi Thị Liên, ông bà Bùi Văn Thích và ông bà Bùi Văn Thi. Anh em giữ gìn phụ túc mạnh lành từ lâu, nhớ câu chị ngã em nâng, giờ thì chị biết nâng nâng lệ sầu. Và Bùi Văn Tiền, ông bà Bùi Văn Trường, ông bà Bùi Thị Duyên, bà con được sự cung cấp của gia đình là ông Bùi Hữu Đức, có một người chú ruột cũng có mặt ở đây. Xin mời chú tư của ông Bùi Hữu Đức thắp hương cho cháu mình nghe thương. Anh em như tay như chân, cơ thể phải có đủ đầy tay chân. Ngày nay anh đã mạng phật, ngậm ngùi tiễn biệt anh về cõi tiên. Những tấm chân tình của ông để lại trong lòng của các người em vợ. Vì vậy trước giờ thì đưa ông đến nơi an nghỉ cuối cùng. Bốn người em vợ của ông cũng có mặt ở đây để tiện đưa người anh rể kính yêu của mình. Bốn người em vợ của ông, tôi xin phép được chia làm hai lượt, mỗi lượt mời hai người. Trước hết xin mời ông bà Nguyễn Trường Khải, ông bà Nguyễn Trường Hoàng. Nghĩa anh em gắn bó từ lâu, thương nhau như thuở ban đầu, tình sâu nghĩa nặng bỗng đâu chia lìa. Và còn lại là ba người em vợ nữa, ông bà Nguyễn Bích Toàn, ông bà Nguyễn Trường Lỵ và ông bà Nguyễn Trường Lạc. Tôi tâm giao mặc dù không ruột nhưng là anh em thân thương trọn nghĩa trọn tình, cả đời gắn bó giữ gìn bền lâu. Anh vợ, anh rể và em vợ không phải là anh em ruột mà thương như là anh em ruột, rồi vĩnh viễn từ đây sẽ không còn gặp lại được. Và xin được trân trọng kính mời ông bà Trần Văn Nam, ông bà Trần Thị Hằng là hai người thông gia của ông Bùi Hữu Đức, dỗ các con các cháu của mình khi mình còn sống trên dương thế, để cho linh hồn ông Bùi Hữu Đức được an lòng thanh thản mà ra đi. Duyên con trẻ đôi bên thắt chặt, nghĩa thông gia gắn bó keo sơn, tình sâu nghĩa nặng muôn vàng, mà nay đành tiện người đi muôn ngày. Bà Nguyễn Thị Trang và ông Bùi Hữu Đức là đôi vợ chồng mấy mươi năm chung sống, từng quạt nồng ấp lạnh, từng chia sẻ ngọt bùi, từng ngậm đắng nuốt cay để nuôi dạy các con khôn lớn trưởng thành. Rồi hôm nay vì số mệnh mà người đầu ấp tay gối của bà Nguyễn Thị Trang là ông Bùi Hữu Đức đã qua đời, bỏ bà và các con ở lại trên dương thế. Vậy trước giờ tiện đưa linh cụ cho ông Bùi Hữu Đức về nơi an nghỉ cuối cùng, xin mời bà Nguyễn Thị Trang đến thắp cho chồng mình ba nén hương, rồi cũng xin mời bà lại vốn lại cuối cùng. Mình về âm cảnh hồn phơi thới, tôi ở dương gian giả ngậm mùi, nhớ câu muối mặn gừng cay, tình chàng ý thiếp đầm đìa lễ nhân vợ chồng chung sống. Mặc dù già nhưng thương lắm mình ơi, rồi hôm nay mình đã qua đời, bỏ tôi trần thế chơi vơi một mình. Kính thưa tất cả bà con của ông thắp cho ông nén hương, tôi cũng xin phép được nói về ý về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha và mẹ. Thưa bà con, nói về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha và mẹ thì từ ngàn xưa đến nay ông cha ta có nói rằng: ví như trời cao biển rộng mênh mông, không giấy mực nào tả hết, không lời lẽ nào nói hết. Trong kinh Phật có câu: nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lòng lòng không phụ kinh công cha, nào cuộc đời không ai khổ bằng cha. Hôm nay trước giờ tiện đưa linh cữu cho ông Bùi Hữu Đức về nơi an nghỉ cuối cùng, bốn người con trai gái dâu rể cháu nội cháu ngoại của ông cũng về đây để tiện đưa ông. Chúng tôi cũng sẽ mời lần lượt ai lớn sẽ mời trước.
Trước hết xin mời người con trai lớn, cháu Bùi Vũ Phương, hãy cùng vợ mình con. Công cha như núi bắc trời, nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển đông, núi cao biển rộng mênh mông. Công cha nghĩa mẹ ghi lòng con ơi. Rồi chúng ta thắp hương xá ba xã, nguyện giới không thắp hương lên, rồi cũng quỳ xuống lại bốn lần. Nước chảy ra thương cha nhớ mẹ, nước chảy vào nhớ mẹ thương cha, khuyên mẹ dạy nhớ lời đừng quên, những lời khuyên dạy của cha mình khi chúng ta còn tâm bé, cho đến hôm nay con lớn trưởng thành rồi ông đã về cõi vĩnh hằng, nghìn thu vĩnh biệt, những lời răn dạy đó chúng ta sẽ không còn nghe được nữa. Tiếp theo xin mời người con kế tiếp Bùi Thanh Thủy hãy cùng vợ con của mình đến. Ông nội tôi nay cũng già rồi nhưng còn nguyên vẹn tình thương, còn đâu đôi ngả ông dương chia lìa. Thắp hương xong chúng ta cũng quỳ xuống lại bốn lần. Công cha đức mẹ cao dài, trưởng thành con phải biết thờ song thân, nuôi dưỡng cha mẹ khi cha mẹ còn hiện tiền trên dương thế, thờ phụng song thân khi song thân đã qua đời. Đó là đạo lý tốt đẹp ngàn đời của dân tộc ta mà không ai có quyền phủ nhận. Tiếp theo xin mời Bùi Vũ Phong hãy cùng vợ mình có nơi dương gian, cháu con vô cùng thương tiếc, chốn chuối vàng gia hại an giấc nghìn thu. Rồi xa ba xa tự hương lên. Rồi cùng nhau lại bốn lần. Dương gian âm cảnh môn trùng cách, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công ơn sinh thành dưỡng dục của cha và mẹ thì chúng ta cứ nói hoài nói mãi, không bao giờ nói hết được. Hãy cùng chồng mình, con mình đứng trước linh cữu để thắp hương cho cha mình, cho ông ngoại mình, phụ mẫu ân dài kiếp kiếp ghi. Công cha nặng lắm ai ơi, nghĩa mẹ bằng trời, chín tháng cưu mang bà mặn. Còn người cha thì suốt đời tần tạo, lo cho con từng chiếc khôn manh áo, dạy cho con khôn lớn trưởng thành. Rồi hôm nay vì số mệnh mà ông đã qua đời, rồi lớn khôn giúp đỡ việc lành, nay nhìn lại thì âm dương đàn đôi nẻo. Kính thưa tất cả bà con, chú ruột, bác ruột, cậu ruột, dượng rể không phải là người cha sinh ra các cháu mà thương các cháu mình giống như là con ruột. Những tấm chân tình của ông Bùi Hữu Đức để lại trong lòng các người cháu. Vì vậy hôm nay trước giờ thì cứ linh cữu cho ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Người thì gọi ông bằng chú, người thì gọi bằng bác, người thì gọi bằng cậu, người thì gọi bằng dượng, cũng đang có nén hương cuối cùng có những cái lại sao cho nghìn thu vĩnh biệt. Ta trước trình lễ nguyện hương, hầu mong cho tất cả mọi người đến đây thắp cho ông một nén hương, rồi con cháu của ông mỗi người thắp cho ông một nén hương, thân bằng quý thuộc, bạn bè thân hữu gần xa, thằng thật chí thân tối lửa tắt đèn, tình gắn bó lá lành lá rách đỡ đừng nhau. Tôi xin phép khép lại chương trình lễ nguyện hương và chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình. Hôm nay đề nghị tất cả các bộ phận trong đội mai táng của trại hòm Bảy Cát, anh em chúng ta ngơi nghỉ ở đâu hãy trở về vị trí của mình, trang phục cho chỉnh tề để chuẩn bị tiến hành buổi lễ. Kính thưa tất cả bà con, đội mai táng của chúng tôi sáng hôm nay có trách nhiệm tổ chức lễ động quan và tiễn đưa linh cữu cho ông Bùi Hữu Đức của chúng ta hưởng thọ 68 tuổi về đến nơi an nghỉ cuối cùng. Trước hết chúng tôi xin phép thắp cho ông một nén hương.
xã Hòa Thành, cũng như là toàn thể quý bà con cô bác có mặt trong buổi tang lễ hôm nay kính mến. Thì cho phép chúng tôi được giới thiệu thêm một lần nữa, chúng tôi là đội mai táng đến từ dịch vụ mai táng trọn gói của trại hòm Bảy Kháng chi nhánh gần cầu Hòa Trung. Sáng hôm nay toàn đội cũng hết sức là bùi ngùi khi phải nói lời phát ôn cùng với gia đình đoàn nguyên và nói lời vĩnh biệt đối với ông Bùi Hữu Đức, mà xóm làng của chúng ta thường gọi cho ông một cái tên thân thương, đó là ông bà Đức. Thưa tất cả quý bà con kính mến, 68 năm qua là cái thời gian mà ông bà Đức đã sống với chúng ta trên quê hương này. Ông để lại trong lòng của chúng ta biết bao nhiêu là tình nghĩa. Hôm nay vì số mệnh cho nên ông phải thật sự xa rời chúng ta vĩnh viễn. Do biết rằng sinh lão bệnh tử là quy luật tất yếu mà mỗi con người chúng ta không ai tránh khỏi. Nhưng mấy ai tránh khỏi bùi ngùi xúc động khi phải đứng trước một hoàn cảnh phân ly tử biệt như thế này. Cho phép chúng tôi gửi đến thân tộc và gia đình Tam Nguyên một lần nữa lời thành kính chia buồn sâu sắc, được sự chấp thuận của gia đình Tam Nguyên cũng như là sự cho phép chính quyền ấp Hòa Nam xã Hòa Thành, đội mai táng được phép trở về đây kết hợp với gia đình và chính quyền để tổ chức chương trình lễ tang và tiễn ơn cụ cho ông Bùi Hữu Đức về đến nơi yên nghỉ cuối cùng. Đứng trước chôn linh của ông, chúng tôi xin hứa chúng tôi sẽ nguyện một lòng đem hết sức lực của mình để phục vụ cho buổi tang lễ của ông hôm nay, và cũng không quên cầu nguyện của người thân tộc phò hộ độ linh hồn của ông được thanh thản nhẹ nhàng về đến cõi Tây Phương Phật, để tỏ lòng thương tiếc ông bà Đức trước khi là buổi lễ tiễn đưa ông về đến nơi yên nghỉ cuối cùng. Xin phép tài gia hiếu quý cho đội mai táng cũng được dành một phút mật niệm trước linh cữu để cầu nguyện và tiễn đưa linh hồn của ông. Một phút mật niệm này chúng tôi xin phép mời toàn thể quý bà con hãy vui lòng đứng lên trong cái thời khắc thiêng liêng và linh thiêng này. Xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị hãy vui lòng đứng lên dành một phút mật niệm cùng với đội mai táng để chúng ta cùng nhau cầu nguyện tiễn đưa ông về đến nơi yên nghỉ cuối cùng, tất cả hướng về chân dung của ông. Nghỉ nghiêm một phút mật niệm cầu nguyện sẽ được phép cúi đầu. Cảm ơn. Giờ mình bà con chúng ta an toàn ngồi xuống. Thật là quý báu vô cùng với những nghĩa tình tốt đẹp mà tất cả bà con đã ưu ái dành cho gia đình ông Bùi Hữu Đức. Cho nên sau khi nhận được tin buồn là ông Bùi Hữu Đức qua đời thì có những bà con ở rất là xa xôi, vậy mà với nghĩa trước tình sau với gia đình, bà con chẳng quản ngại khó khăn, tranh thủ thời gian quý báu về đây thức đêm thức hôm rồi giúp đỡ chia buồn phúng điếu, và lát nữa đây sẽ tiện đưa linh cữu cho ông Bùi Hữu Đức của chúng ta về nơi an nghỉ cuối cùng. Đây là những nghĩa cử cao đẹp, những việc làm hết sức có ý nghĩa mà gia đình nguyện kết cỏ ngậm dành không sao quên được. Thưa bà con, những công lao to lớn, những nghĩa tình tốt đẹp mà bà con đã ưu ái dành cho gia đình thật quý báu biết chừng nào. Gia đình có cử ra một đại diện có đôi lời cảm tạ cho tất cả bà con và nói lên những nghĩa tình của bà con. Tiếp theo chương trình lễ tang hôm nay, tôi xin được giới thiệu lời cảm tạ của gia đình. Lời cảm tạ của gia đình được ông Bảy Hoàng là người đại diện cho gia đình nói lên lời cảm tạ. Còn bây giờ xin mời ông Bảy Hoàng hãy đến trước linh cữu để có đôi lời cảm tạ. Xin mời ông. Đại diện chính quyền địa phương của ấp Hòa Nam, xã Hòa Thành, kính thưa quý cô chú, anh chị em, kính thưa thân bằng quyến thuộc, bạn bè thân hữu gần xa, kính thưa toàn thể quý quan khách, mấy ngày qua gia đình của chúng tôi chịu một cái tang lớn, đó là chồng, cha, ông, anh, em của chúng tôi là ông Bùi Hữu Đức, sinh năm Đinh Dậu năm 1957. Sau một thời gian lâm bệnh nặng, cả gia đình chúng tôi cùng với các thầy thuốc tận tình quyết tâm cứu chữa, nhưng vì cơn bệnh quá hiểm nghèo đã cướp đi sinh mạng
của chồng cha ông chúng tôi. Ông đã chút hơi thở cuối cùng vào lúc 10 giờ 50 phút ngày 20 tháng 5 năm 2004, nhằm ngày 13 tháng 4 năm Giáp Thìn. Kính thưa quý cô chú anh chị em, đây là sự mất mát lớn lao, là nỗi đau thương vô hạn của gia đình chúng tôi. Kính thưa quý cô chú anh chị em, được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hòa Thành thân yêu này, suốt mấy chục năm qua, ông đã cùng với tiền nhân khai phá đất Quan, vượt qua biết bao là gian lao thử thách trong cuộc sống, rồi tạo dựng gia đình, xây dựng nên cuộc sống của con cháu ngày hôm nay. Ông đức sanh thành, dưỡng nuôi, dạy dỗ các con cháu đời đời ghi nhớ. Ông đã ra đi để lại cái thân tộc cho bạn bè, cái sông đàn biết bao là kỷ niệm. Đi những việc này lẽ sao lòng quặn thắt nghẹn ngào. Kể từ nay gia đình chúng tôi không còn nhìn thấy hình ảnh thân thương của một người chồng, một người cha, một người anh, một người ông nữa. Đất mẹ thân thương, hãy đón lấy thân xác ông, hỏi vong linh của tổ tiên, của những người thân đã khuất, hãy tiếp rước linh hồn ông về cùng chung nơi biển cực lạc. Các con cháu sống hôm nay hãy noi theo đạo đức của ông, sống cho thuận hòa đoàn kết, sống với trọn nghĩa vẹn tình với đất nước quê hương, luôn luôn giúp đỡ lẫn nhau, chăm lo cuộc sống gia đình, chăm lo học hành tiến bộ, giữ tiếng thơm cho dòng họ, giữ nét đẹp cho xóm làng. Kính xin vĩnh biệt người. Kính thưa quý cô chú anh chị em, trong những ngày lo tang lễ cho ông, bà con cô bác gần xa, cô bác anh chị em xóm làng đã không quản ngày đêm nắng mưa con ngọc đến đây giúp đỡ gia đình chúng tôi vượt qua khó khăn để làm tròn trách nhiệm với người đã khuất. Nghĩa cử đó, công ơn đó, gia đình chúng tôi mãi mãi khắc cốt ghi tâm. Thay mặt gia đình, tôi gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý cô chú anh chị em, thân bằng quyến thuộc, bạn bè thân hữu gần xa, quý thông gia cùng toàn thể quý quan khách. Tôi gửi lời cảm ơn đến đội nhạc lễ, đội đạo kỳ của bảy tháng ấp Tân Trung, xã Tân Trung. Tôi gửi lời cảm ơn đến thầy Tụng, cô Tâm Thành, trong lúc tan gia bối rối không khỏi tránh những điều sơ suất. Mong quý ông bà, cô chú, anh chị em niệm tình bỏ qua cho, tan gia đồng cảm tạ, nhắc lại một thời gian để dùng với gia đình một bữa cơm chia buồn. Xin chân thành cảm ơn. Đội sông lân của trại hòa bảy cát, đội sông lân có tư thế chuẩn bị nghiêm cúi đầu chào chiếc quan tài. Chương trình múa sông lân xin phép được bắt đầu. Thank you.
tới sáng bác mới về. Rồi bây giờ phải ngủ chút xíu. Con lăng vàng thì có chỗ ngủ, còn con lăng xanh thì chưa, đang liêu tiêu ở ngoài. Nó hiểu cắn, nó cắn, nó tích, nó cắn, cắn ngay trong chỗ đó. Có ngày nó xịt ra một cái là không có ngủ nghe gì được. Đang ngủ, con thì ngủ, con thì phá. Nghỉ cuối cùng và để làm cho hồn của ông thấy ấm áp hơn thì đội mai táng của chúng tôi cũng tổ chức ra chương trình ca tế để tiện đưa ông. Thưa bà con, trong chương trình ca tế của chúng ta hôm nay, tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến bà con tiếng hát của cô Hồng Cúc. Cô Hồng Cúc là một thành viên trong ban nhạc lễ của Đại Hồng Bảy Khánh. Chúng tôi sẽ ca tế trong chương trình của chúng ta hôm nay bài hát có tựa đề Khóc Cha Trong Giờ Tang Lễ. Còn bây giờ, xin mời tất cả mọi người chúng ta cùng nghe tiếng hát của cô Hồng Cúc. Thương các con, mẹ cô đang đau thương, để cùng anh em con lo cho cha con một yên mà đẹp. Mẹ ơi, con mất cha rồi mẹ ơi. Yeah.
Yeah.
quỹ và tổ chức lễ động viên trong đội đánh phá hoài để cho bà con chúng ta cùng được biết bạn hoàng bầu trong dây chất tước cầm đại đao. Bạn Minh Phương trong dây nhị đệ. Bạn Minh Định trong dây tam đệ. Và bạn bé Sáu trong dây thổ địa gia gia. Bạn Thanh Toàn và bạn Lĩnh Nhỏ là hai đồ đệ bảo vệ chúa động ma hoàng. Còn bây giờ chương trình tổ chức đánh phá hoàng trừ tà ma sát quỷ, tổ chức lễ động quan và tiễn đưa linh cụ cho ông Bùi Hữu Đức của chúng ta đến nơi an nghỉ cuối cùng, xin phép được bắt đầu. Nay tiên địa du sơn tiên cảnh xuống hạ tầng xem việc thế gian, ở trời mới vô ngăn giữ xem ác chu toàn ngày sau dân chiêu trị. Nói thì nói vậy xuân tên thế gian được biết tên gì thì ta đây có gương mặt bê xê đẹp trai lớn thầm ta bảo tử liên quan thổ địa. Đúng rồi, thổ địa thấy cha chả tai ta nghe có tiếng trống gần gian lại có tiếng than khóc thì thổ địa gia gia ta tới đây xem hẳn nào xem kỹ thổ địa gia báo cáo chân tướng thổ địa ơi địa đà mắt thấy nào phải tai nghe thấy cái gì trong gia chủ một quan tài chính xác vậy ta mau trở lại gia đàn chịu dương tướng thò an tở tán có súng à? Mới bắn cái bình cháy không? Như đột ngột lên tới sao mà thấy? Bước vô đi bắn chết phải xem rồi con. Không ngại bắn thấy mẹ mới chậm lặng có lo lắng nào đâu. Bước lại lo, bước vô. Oh yeah. Anh cho mập vừa chết chết đứng ngoài không? Nghe lời chánh tướng đi thủ địa ơi. Trời ơi, bà con biết ông thổ địa nó đẻ ngược, cho nên bây giờ làm cái gì cũng ngược ngược. Ngược con ma quái, cầm cái mã tấu và cầm cái lưỡi. Trời ơi, trời. Thổ địa. Con nói thổ địa. Cái gì? Trời ơi, là trời bữa nay chém giỏi dữ rồi. Cái tao mà bậy. Trời ơi, là trời bữa nay ăn gì luôn với ông nội. Cứ làm gì luôn. Trời ơi, là trời chém mày quái, cầm cái lưỡi, đúng cái cán vô gì đây đó hả? Hả? Cái mập gì luôn, bỏ vậy. Ây da. Đã cái đời đẻ ngược. Tan. Tan cái quẹo cái đầu ngang bên luôn hả? Bước vô chổng lấy cái đau cái trái cho tao nè. Cho nó chém chết mẹ tao vậy. Trời về, lại ông cắt. Giác dạng tâm phước, không có nhà vô vô. Bước vô. Đi đi, trời, đi, đi. Đi, đi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, ông cứu nội. Đâm gì mạnh như trời. Tao đi tôi đâm sức ra. Sức bà nội mày, cái sức. Ổn quá, ổn quá, thảo địa.
cái đám có 50 vàng đồng bạc đánh nhiều con. 70 thôi nào. Bọn ghét vào chung tôi cháu 20 ngàn chi. Tôi cháu vào chung hồi nãy. Mà trên hôm cái bà thầy chùa đến thầy ăn trả. Để có thầy lo thôi. Đến chuyện này sao thầy bệnh hậu cho con nè. Mấy ngày trả cái bà. Ôi ôi lội lên chặt đầu, cái trời ơi quánh bồ nhà thổ địa quánh cái gì để hiểu rồi, trời ơi trời, gắt đây quần rồi. Cái con nó có quần cách tầm hạ rồi. Đâu? 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 Trời ơi. Trời ơi, vợ cha thổ địa thiệt vậy hay. Cho chồng đi đánh giặc bận quần tét lái cả gan vậy. Nơi, hãy chơi lôi vô cái cây này nè. Cây này ai nói? Thôi lôi nè. Không chạy tới khổ hơn rồi. Trời ơi, bày hay. Ở đây không ai bày hay bằng vợ chồng cha thổ địa nữa chứ. Có trận nghe thổ địa ơi. Ai nói lớn con tao nè. Nào bỏ mỏi thổ địa ơi. Tao để chiêu lên. Còn đó. Còn đó. Chiêu lên. Nhớ cho 20 ngàn nữa nha. Mà còn nữa về mua cá ba sa xương về kho xã ăn. Trời ơi, thổ địa là đẹp cá ba sa xương rồi. Trời ơi, kiểm tra kỹ lưỡng lên thổ địa ơi. Đó rồi. Ai nữa, hỏi đâu la đâu. Ôi, anh đi việc đó cho ta. Chiến đấu ba lần, ba con ma quái.
chở anh ra ngoài bà bác sĩ Nam đi. Đó mà làm cái đó. Cái gì bác sĩ Nam không có làm cái này hả? Vậy mày lấy cái điện thoại đi, mày điện cho Tô Mậu không xuống chợ tán coi. Điện thoại có để lại à? Đâu. Chị cố mày để lại thì mày bấm luôn đi. Đọc số 0919 không có nội. Em đá nhẹ đó. Quýnh gì quậy cho nội. Không có sao điện. Ê là trời. Nội nè, nó nghe nè. Tao giỡn chút tôi đã mệt thôi, mệt cũng chết luôn rồi. Rồi thiệt đi. Mình coi ông nội nào cầm cái thước bảng mình bấm lên lưu hình. Đây là trời nó đá gì mà hận. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Dầu sôi nữa. Quý khách vui lòng gọi lại sau. Đúng, đúng, đúng. Mày bấm lại một nữa coi, mày giỡn cao cao lên chút coi. Tới lúc nào? Đó. Đó. Đổ chuông rồi đó. Alo, ai gọi cho lão? Con đó. Trời ơi, con này sư phụ ơi. Lỗi ta có gì không? Trời ơi, sáng nay đang đi qua ấp Hòa Nam nè. Gặp con yêu quái nó đánh tét bét cái đầu gãy xương sống, tét xương sườn luôn rồi. Gì hả? Sư phụ đang ở đâu? Đã đang nhà bảy khác nè. Đang làm gì đắng? Đang ngồi nhậu với vợ bảy khác. Trời trời. Con gọi bắt giới đắng không? Có, rồi nhậu đi với ta nè. Nói nghe nè, đi lại đây nè, chủ nhà đây nhậu không có tốn tiền. Được rồi, ta sẽ đến ngày. Chúng con nguyện cầu tôn sư phụ xuống trần gian tiêu diệt rồi yêu quái à. Ôi ơi, có lòng là... Chào đây. Đi bắt tay. Trời ơi, lịch sử. Giờ dẫn tôi mấy ngày năm nay lịch sử quá trời. Trời ơi, bắt tay, đi bắt tay từng người. Quá trời, mấy ngày năm tu luyện bây giờ đàng hoàng. Trời ơi, trời ơi, tu mấy ngày năm nay trước giờ đây cũng còn gì. Gì hồi đó vậy trời. Đẹp, đẹp, đẹp. Trời ơi, chịu nắm tay cái nha. Người đẹp quá. Người đẹp, cho nó chịu hụt cái tay cái trời. Tu mấy ngàn năm mà giờ đây xuống đây cũng còn dê như hồi đó. Để chịu nội ăn cái đi gần hết. Trời ơi, trời ơi. Người đẹp có phải kìa. Trời ơi, trời ơi. Con chúa động màu hoàng đứng sau lưng cái lỗ chân chưa ai gì hết. Mô Phật, mô Phật. Mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đợi đợi đây chắc là chúa động màu hoàng nó quấn một. Trời ơi, trời ơi. Ủa, chạy cho lỗ chịu mới thấy. Ê, đâu mà chạy này. À, người đẹp chạy lên lấy phải không? Trời ơi, trời ơi. Chết tới đâu rồi, chưa ai còn lo người đẹp, người đẹp. Chết tới nơi, một chú đậu ma hoàng đứng sau lưng mà lãnh chư còn người đẹp, người đẹp. Mô Phật, mô Phật. Ông không có nhà. Không có. Ông trai. Thì sư huynh đó, sư huynh. Rồi bắt chứ. Rồi sao rồi bắt chứ. Anh đâu. Dâu sư huynh. Đâu 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 đâu. Trời ơi. Điều có thấy ai đâu. À, anh thấy ông cứu nội bên phim tiếng mẹ người đẹp kìa. Trời ơi. Thôi à. Mô Phật. Sư huynh đừng có gặp đây, đừng có đợi anh đó sư huynh. Đừng có chọc đây nữa mà. Trời ơi trời, nó cầm miếng gạch này ghê quá. Nam mô A Di Đà Phật, trận này chắc lão chư hô hô quá kịp thời cố dẫn tình thế ghê quá kìa. Trời ơi, anh cái năng của nó à. Bác chạy ơi, chạy chạy ơi, kéo lại kéo lại coi để ta đi rồi. Lão chư Yeah.
Hai kêu đó mấy thằng tao hả? Hai kêu hả? Hai kêu. Hai nói đi rồi nó đá rồi hết ngồi luôn. Hai kêu. Nói gì bà bọn kia. Hai. Bà thầy chùa quá trời. Thầy ơi bà thầy chùa kêu. Thầy quỷ này nghe lại bà thầy chùa tính hình từ hồi nãy giờ. Thôi chặt không đi. Bên. Thì hứa vệ sinh sạch chết chịu mấy ăn cũng cãi ăn được. Ừ, chút này trước ha. Cũng này trước. Ê, nó lạnh gì nào uống. Ê, chặt đâu vệ sinh đâu vậy? Ở trời đất, quỷ thật ơi. Đổ vô tao, quỷ cãi uống nhọt. Trời đất ơi, trời trời. Cái gì vậy? Quỷ đi tọn ruột. Tọn ruột. Ở dưới hang. Trời ơi, cục nước đá ông nội ơi. Nội ơi. Cục nước đá. Bóp cái đó gặp quỷ cãi chạy ra luôn. Tạo dưới hang cục lớn gì chứ? Mày nãy giờ đánh mình như con chứ không? Đó rồi. Thầy chùa kia mà. Quýnh mà thầy chùa sao quýnh đó? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Nhẹ nhẹ đang quýnh lộn hoài. Ê. Ê. Nghe rồi bà thầy chùa đánh lên tao từ hồi nãy giờ. Hết rồi. Nghe rồi. Chết bèo rồi tớ ơi. Chết khỏi chặt đầu. Khỏi chặt đầu. Mẹ nó không còn gạt nó dữ cha. Tao không phải mày. Ông phải kháng. Không có trả tiền cho tao. Kháng phải chơi đâu mà cả lương mà cả. Cái đó bức thiệt. Toàn người chú ý. Chuẩn bị hành lễ. Nghĩ nguyên lễ tái quen. Cha đi rồi, cha ơi,
sao đi quá vội. Nhà mình giờ còn con với mẹ, em gái theo chồng nghe tin buồn lòng, khóc đứng khóc ngồi nay thành mồ côi. Cha chẳng còn về như những buổi chiều, mẹ vẫn ngồi chờ bên mâm cơm rau. Gió cuốn lá đa lá rơi thềm nhà, mắt mẹ nhạt nhòa con thấy xót xa. Cả đời cha là gia đình nhỏ, mưa nắng dại dầu hun hút mắt sâu. Một mình cha giữa đời xuôi ngược, nay gối mềm úp mặt cha đi. Đời ai cũng trải qua, sinh tử một lần, sao ngăn được dòng nước mắt khi xa lìa tình phụ thân. Khi xưa con bé cha dìu, nay trời gió thổi buồn thiu. Tiếng cha đi ngày nắng tàn, con về chân bước liêu xiêu. Con sẽ là người đàn ông mạnh mẽ, thay cha thương mẹ chăm sóc cho em. Sống tốt từng ngày như cha đã dạy, nơi chốn mây ngàn cha hãy nghỉ ngơi. Kể từ nay chẳng gặp nữa rồi, bao la bầu trời cha dõi theo con. Ngàn năm nước chảy đã mòn, cha vẫn mãi còn sống ở trong con. Đời ai cũng trải qua, sinh tử một lần, sao ngăn được dòng nước mắt khi xa lìa tình phụ thân. Khi xưa con bé cha dìu, nay trời gió thổi buồn thiu. Tiếng cha đi ngày nắng tàn, con về chân bước liêu xiêu. Con sẽ là người đàn ông mạnh mẽ, thay cha thương mẹ chăm sóc cho em. Sống tốt từng ngày như cha đã dạy, nơi chốn mây ngàn cha hãy nghỉ ngơi. Kể từ nay chẳng gặp nữa rồi, bao la bầu trời cha dõi theo con. Ngàn năm nước chảy đã mòn, cha vẫn mãi còn sống ở trong con. Ngàn năm nước chảy đã mòn, cha vẫn mãi còn sống ở trong con.